Minh Nhí nghẹn ngào nhớ lại quá khứ bị tẩy chay diện rộng, cấm diễn, khán giả đồng loạt quay lưng. Mới đây trong một talk show với MC Nguyên Khang, nghệ sĩ Minh Nhí trải lòng về bê bối năm 2005. Ông bầu sân khấu kịch kể rằng lúc đó đang là giảng viên trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, anh đã xin nghỉ phép đi du lịch Mỹ một tháng nhưng lại ham chơi ở đến 2 3 tháng. Sau đó anh vướng vào quan hệ tình cảm nên ở lại nước ngoài giải quyết các vấn đề phát sinh. Lúc trở về Việt Nam đã khoảng một năm. Tôi muốn xin đính chính với khán giả, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rời Việt Nam qua nơi khác sống, tôi cũng chưa bao giờ muốn bỏ nghề, Nam Danh Hải khẳng định. Minh Nhí nói lúc đó anh chỉ suy nghĩ đơn giản, đi rồi sẽ về nên không làm đơn gia hạn gửi về Việt Nam, nhưng sau đó báo chí đưa tin các trang lá cải thậm chí còn khẳng định Minh Nhí bỏ trốn qua Mỹ, khiến anh rơi vào khủng hoảng trầm trọng và bị khán giả quay lưng. Minh Nhí thừa nhận thời điểm đó bản thân đã sai phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Theo đó, do vi phạm quy định của công chức nghệ sĩ bị kỷ luật buộc thôi việc cấm diễn 6 tháng lúc ấy minh nhí được nghệ sĩ nhân dân hồng vân động viên an ủi đồng thời tìm mọi cách để bạn thân trở lại sân khấu khi nam nghệ sĩ được cấp phép biểu diễn trở lại hồng vân đã mời anh về sân khấu kịch phú nhuận vừa diễn vừa giảng dạy đứa học trò đầu tiên như là hoàng long xuân nghị minh nhí kể thêm anh và nghệ sĩ nhân dân hồng vân là đôi bạn thân thiết hàng chục năm tuy nhiên cả hai cũng từng xích mích trong công việc có đôi khi minh nhí và hồng vân không tìm được tiếng nói chung minh nhí trải lòng anh từng tủi thân chạnh lòng và rời khỏi sân khấu kịch phú nhuận thành lập sân khấu riêng đến khi đứng ra tự điều hành sân khấu mới, nam nghệ sĩ mới hiểu được nỗi khổ tâm của bạn thân. cả hai làm hòa và luôn hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. dù sân khấu kịch hiện tại còn nhiều khó khăn và không đảm bảo về doanh thu, nhưng Minh Nhí và Hồng Vân vẫn quyết tâm đầu tư cho sân khấu. nếu chúng tôi cứ sợ hãi thì sân khấu sẽ bị mai một, nên chúng tôi cứ làm và đương đầu. Minh Nhí chia sẻ. hiện ở tuổi năm chín, Minh Nhí vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật và truyền nghề cho các thế hệ sau. Một số học trò của anh thành danh là những cái tên ăn khách như Việt Hương, Cao Minh Đạt, Thúy Nga, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, Tiết Cương, Quốc Thuận. Về đời tư, anh từng lập gia đình nhưng đã chia tay. Nam nghệ sĩ có một người con nuôi là diễn viên trẻ Võ Minh Khải. Trước đó chia sẻ với chúng tôi danh hài Minh Nhí trải lòng. Dù đã 18 năm qua nhưng nó là cột mốc rất lớn xoay quanh chuyện cuộc đời tôi thú thật hồi trẻ tôi cũng có nhiều khuyết điểm lắm hiếu thắng hồ đồ hung dữ sau khi chết đi sống lại tôi buộc mình phải thay đổi sống khác đi lúc đầu hơi khó chịu nhưng dần quen và tôi đã thành công nếu hồi xưa người ta sợ mình thì giờ người ta nể mình anh cho biết bản thân không đặt nặng chuyện hào quang showbiz, nghệ sĩ được mọi người yêu thích hay không mới quan trọng, chỉ cần được khán giả nhớ tới, yêu thương trân trọng là mừng rồi, không ít lần vào quán ăn, lúc đứng dậy trả tiền người khác đã trả cho mình rồi, hay có những người dù không học với tôi ngày nào, nhưng khi gặp họ vẫn gọi tôi bằng thầy Minh, chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng, hạnh phúc lắm, còn ai nói tôi hết thời thì kệ thôi, tôi cũng không cấm họ được. Minh Nhí 6 tháng bị cấm diễn, đêm nào cũng khóc không dám xem TV. Mới đây chương trình lời tự sự lên sóng với khách mời là nghệ sĩ Minh Nhí. Minh Nhí tên thật là Trương Hùng Minh, anh là diễn viên hài đình đám sân khấu kịch những năm 90. Thời Hoàng Kim đi kèm với những danh tiếng nổi như cồn, Minh Nhí nhận mức cát cao ngất ngưởng. Trong chương trình, anh trải lòng về những giai đoạn khó khăn khi hoạt động nghệ thuật, quãng thời gian ăn chơi chắc táng và sự thức tỉnh sau những tháng ngày nông nổi tuổi trẻ. Chia sẻ về giai đoạn bắt đầu đến với nghiệp diễn còn nhiều khó khăn, Minh Nhí kể: "Thời nghèo khó, Cát Phượng, Minh Nhí, Du Tô Hà, Lý Hải Hữu Bình" mướn một cái nhà ở chung một phòng. Năm người giống như anh em ruột trong nhà. Thời gian đó thê thảm lắm. Tôi đi diễn ở 5B tiền có bao nhiêu đâu. Lý Hải, Cát Phượng, Hữu Bình phải chờ tôi đi diễn về mới có tiền đi ăn mì gõ. Các xe đầu tiên Minh Nhí kiếm được là 15.000 đồng khi đóng chính trong vở tuồng đứa con tiền kiếp diễn vào dịp Tết ở trường sân khấu. Do khó khăn anh không dám tiêu xài hoang phí mà tiết kiệm từng chút. Bước vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Minh Nhí chạy show liên tục. Tuy nhiên anh cũng đốt tiền bằng những cuộc vui thâu đêm ở vũ trường suốt 5 năm liền. Chia sẻ về giai đoạn này, Minh Nhí bộc bạch. Nhắc lại thời điểm đó, tôi ước, giá như thời gian quay ngược trở lại thì tôi sẽ không như vậy. Tôi cũng khuyên các bạn trẻ đừng giống tôi ở giai đoạn đó. Mọi người nói tôi khó ưa, hàm hồ, ta đây, vì tôi còn trẻ và bồng bột, háo thắng. Muốn xung quanh có nhiều đàn em. Thật ra tôi đâu có thích nhậu, vào vũ trường toàn uống coca hoặc trà, nhưng đêm nào cũng kêu mấy chai rượu ra, để ai thích uống thì uống. Thời đó tôi đi quay 5 video hài một ngày, một cái được 5 triệu rưỡi mà lúc đó năm cái là mười mấy triệu. Một ngày tôi làm ra hai cây rưỡi vàng. Tôi cứ nghĩ là mỗi ngày mình sẽ làm được như thế nên không sợ gì hết. Các bạn trẻ nổi tiếng sau này khôn hơn rồi, biết mua nhà, mua cửa, mua tài sản, chứ không như tôi ngày xưa. Hồi xưa một tối tôi có thể tiêu hết 10 triệu. Tôi và Hồng Vân lúc đó nhiều sâu, nhưng Hồng Vân rất khôn, biết tính toán tiết kiệm mua đất đai nhà cửa. Còn tôi là đi chơi, tôi mua một cái nhà là thấy đủ rồi. Tôi đi chơi nhậu nhẹt thâu đêm, đến lúc người ta đi tập thể dục mới về về ngủ được 1-2 tiếng lại đi quay. Được cái là khi đi quay thì tôi rất tỉnh, đi quay xong tôi lại về đi dạy hoặc đi diễn. Diễn xong tôi lại vào vũ trường, khi vũ trường đóng cửa tôi lại ra pastor ngồi, tiền trôi đi dễ sợ, đó là sai lầm lớn trong cuộc đời tôi. Nhớ lại thời kỳ Hoàng Kim, Minh Nhí cũng cho biết, điều anh tiếc nuối nhất là không kịp báo hiếu, khi cha mẹ còn sống. Năm 2005, Minh Nhí gặp sự cố bị cấm diễn 6 tháng, thời gian đó anh suy sụp vì không có việc. Những người bạn tụ tập ngày xưa cũng không còn ai ở bên. Đây là bài học để nam nghệ sĩ quyết định thay đổi cách sống, cách đối nhân xử thế. Khi tôi nghèo trở lại, có thời gian trong người không có nổi 50.000, tôi phải bán đất để có tiền tiêu, cắt một phần nhà, ngôi nhà hai mặt tiền đi bán. Sau sự cố đó, xung quanh tôi không còn ai, cũng không còn tiền. Tôi tự hỏi tại sao và nghĩ là mình phải như thế nào thì khi té xuống mới không ai đỡ mình. Trong 6 tháng đó đêm nào tôi cũng khóc tôi không dám xem tv vì thấy người khác được diễn trên sân khấu tôi quyết định phải thay đổi hạ bớt cái tôi của mình xuống bài học của tôi rất lớn các bạn trẻ hãy lấy tôi ra làm tấm gương đừng nghĩ là mình đang hot bởi vì ai cũng phải xuống thời hết cũng may là tôi biết thay đổi hồi xưa mọi người rất sợ và ghét tôi nhưng bây giờ trước mặt người ta không sợ nữa rất vui vẻ sau lưng tôi mọi người cũng toàn nói những lời đẹp đừng để người ta sợ mà hãy để người ta nể anh tâm sự Nghệ sĩ Minh Nhí kể về biến cố bị cấm diễn 6 tháng, phải cắt bớt nhà bán đi. Ở thời đỉnh cao, nam diễn viên hài từng kiếm 2,5 cây vàng mỗi ngày. Mỗi tối đều đi vũ trường, mang theo đàn em để tự ăn chơi, nhậu nhẹt. Rồi những biến cố sai lầm xảy đến khiến anh hối hận. Minh Nhí từng là nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu phía Nam thập niên 90. Lối chọc cười dí dởm nét duyên đặc biệt trên sân khấu của Minh Nhí được khán giả rất yêu thích. Anh còn là bạn diễn ăn ý của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thầy của Việt Hương, Thúy Nga. Anh và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân từng nhiều lần vào vai vợ chồng, ăn ý đến mức khán giả nhầm hai nghệ sĩ là vợ chồng ngoài đời. Không chỉ vậy, nam diễn viên hài còn là người thầy có tiếng trong làng giải trí. Có nhiều học trò nghệ sĩ như Thúy Nga, Việt Hương, Tiết Cương. Các học trò của anh giờ đây đều nổi tiếng, vẫn luôn nhắc về thầy Minh Nhí với sự biết ơn. Ở thời Hoàng Kim, nghệ sĩ Minh Nhí từng được trả các xe cao ngất ngưỡng, anh tiết lộ bản thân có thể kiếm được 2,5 cây vàng mỗi ngày. Tuy nhiên, kiếm được bao nhiêu, nam nghệ sĩ đều tiêu tán vào những cuộc vui thâu đêm ở vũ trường, bao đám đệ tử ăn chơi nhậu nhẹt. Thời ấy mọi người nói tôi rất khó ưa, hung dữ, ra vẻ ta đây vì được cho là có tài, diễn xuất duyên dáng. Dự án nào giao cho tôi đều thành công. Chính vì tuổi trẻ bồng bột, hiếu thắng nên tôi cứ tưởng mình sống như thế này là hay. Tôi muốn xung quanh mình có nhiều đàn em, có khi tôi mặc bộ đồ xấu hoắc, mà đám đàn em vẫn ghen, trời ơi anh mặc đẹp quá. Thực ra vào vũ trường tôi chỉ uống coca hoặc trà nóng, nhưng đêm nào cũng kêu mấy chai rượu ra để ai thích thì uống. Tôi kiếm được nhiều tiền nên cũng chi tiêu phung phí, sẵn sàng bao bạn bè. Thời đó tôi đi quay 5 video hài một ngày, một cái được 2,5 triệu, một ngày tôi làm ra 2,5 cây vàng. Tôi cứ nghĩ rằng mỗi ngày mình sẽ làm được như thế nên không sợ gì hết. Hồi xưa ngày kiếm được 10 triệu thì tối tôi tiêu hết 10 triệu đi diễn tỉnh trong khi các nhóm hại các xe cũng chỉ 2 đến 3 triệu. Tôi nói với các bầu show 10 triệu tôi mới đi diễn. Tôi đi chơi nhậu nhẹt thâu đêm, đến lúc người ta đi tập thể dục mới về. Về ngủ được một hai tiếng lại đi quay. Được cái là khi đi quay tôi rất tỉnh. Đi quay xong tôi lại về đi dạy hoặc là đi diễn. Diễn xong là tôi chạy vào vũ trường. Khi vũ trường đóng cửa tôi lại ra Baxter ngồi. Có tối tôi còn chạy xô các vũ trường vì quản lý những chỗ đó đều biết, đều để sẵn bàn đợi mình. Tôi và Hồng Vân lúc đó rất nhiều sâu, nhưng Hồng Vân rất khôn, biết tính toán, tiết kiệm, mua đất đai, nhà cửa, còn tôi chỉ đi chơi, tôi mua một cái nhà là thấy đủ rồi. Tôi cứ sống như thế trong khoảng 5 năm, tiền trôi đi dễ sợ, đó là sai lầm lớn trong cuộc đời tôi. Giá như thời gian quay trở lại, tôi sẽ không sống như thế. Tôi khuyên các nghệ sĩ trẻ đừng sống như tôi thời điểm đó. Minh Nhí chia sẻ trong chương trình Lời Tự Sự mới phát sóng. Chính vì sống kiêu căng, chi tiêu hoang phí nên khi gặp sóng gió lớn nhất trong sự nghiệp, bị cấm diễn 6 tháng, bị đình chỉ công việc giảng dạy, Minh Nhí đã rất suy sụp. Sự nghiệp bạn bè năm xưa đều biến mất, nhưng cuộc vui không còn khiến nam diễn viên sống khốn khổ trong thời gian dài. Anh nghèo đến mức có khi còn chẳng đủ 50.000 đồng trong người và cắt bớt nhà bán đi. Khi gặp biến cố tôi nằm suy nghĩ, xung quanh tôi cũng không còn ai, cũng không còn tiền. Lúc đầu tôi cũng buồn bã, giận hờn bạn bè sau này tôi tự hỏi rằng mình phải như nào thì mình té xuống mới không có ai đỡ mình. Trong 6 tháng đó đêm nào tôi cũng khóc. Dù không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rớt xuống. Tôi không dám coi tivi vì thấy người khác được diễn trên sân khấu. Tôi cũng không dám tới các sân khấu nên mình từng tung hoành vì sợ rồi lại chạnh lòng. Cũng trong thời gian đó tôi suy nghĩ phải thay đổi bản thân trong mối quan hệ với khán giả, đồng nghiệp. Trong việc phải nghiên cứu, nghiêm túc, đừng bao giờ nghĩ mình hết vì ai cũng chỉ có thời đến lúc thì phải nhường cho người mới minh nhí bộc bạch theo minh nhí may mắn là anh biết thay đổi ngày xưa trước mặt thì mọi người sợ tôi nhưng quay lưng đi thì tôi bị ghét nhưng giờ trước mặt tôi mọi người đều vui vẻ sau lưng tôi mọi người cũng nói những lời đẹp tôi nghe những lời như thế rất hạnh phúc mình sống làm sao để người ta nể mình chứ đừng để người ta sợ mình anh nói